207 anh em. 207 cực kỳ đẹp nha. Đây là mẫu gia đình đang sử dụng nè. Chạy có 106.000 thôi. Genche một mẫu xe Daegu đến từ Hàn Quốc. Động cơ 1.6, chủ nhà đã lên lipo đầy đủ tính năng, kết hợp chủ nhà đã lên mâm nước sơn trắng. Nói chung mẫu này sơn si qua thời gian 5 tháng chắc chắn người ta phải sơn lại rồi. Đi dán bộ tem rất là dễ thương ở dưới phần body. Anh chị nè, chủ nhà lên lâm mâm cây nè. Bốn và vỏ này đâu đó còn được có tầm 60-65%. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024 cho anh em nha. Hai cụm đèn phía trước đã được full led hết toàn bộ trên chiếc xe. Anh em thấy ok không? Đó, sạch sẽ cho anh em. Daegu mẫu này chạy 1.6 nhỏ gọn tiết kiệm cho anh em. Đâu đó rơi lanh quanh 7 lít cho anh em trên 100 km thôi. Nói chung máy móc chạy qua thời gian 5 tháng có canh chỉnh nhẹ bằng nắp cam cò rồi anh em ạ. À, đó là báo luôn anh em nha. Ghế là em nói là ghế nỉ nữa. Được cái nó liền lẹt, không có một ngày giờ dịch vụ taxi trên chiếc xe. Vô lăng của Daegu đây. Trợ lực em là nhẹ tưng anh em à. Máy lạnh chẳng anh đang mở luôn. Anh em thích cóp không ạ? Anh em thích cóp alo cho Trần Anh mẫu này. Trần Anh bán chỉ cho anh em với một cái mức giá 110 triệu thôi. Anh em góp, Trần Anh sẽ hỗ trợ cho anh em góp 30 triệu trên một chiếc xe này. Anh em thấy Trần Anh có tuyệt vời không ạ? À? Nếu tuyệt vời thì sao ạ? À? Cho Trần Anh một tràng pháo tay nha anh em. Được chưa anh em? Quá ok với anh em luôn. Tappy nè, tappy đẹp nè, hệ thống keo chỉ vẫn còn nguyên bản anh chị nè. Cui cui cổ cổ thôi. Nhưng mà rất là ok nha. Đừng chê em nói cùi. Em nói chở anh chị đi phiêu du khắp năm châu bốn biển luôn á. Trợ lực nhẹ tân. Anh em trải nghiệm phần máy nè. Chân anh sẽ quay phần chi tiết phần máy cho anh em nha. Được không anh em? Quá ok luôn. Đây anh em à. Đó, chúng ta có kết hợp đèn gầm đầy đủ các tính năng cho anh em. Anh em trải nghiệm vô phần máy nè anh em. Đây là phần máy nè. Máy móc nè, mặt nắp ron đầu cam cò có canh chỉnh nha. Anh chị nha, mặt nắp dưới chưa mở, chưa làm nè. Được cái cùi số rin. Máy xài toàn bộ hệ thống IC. IC lửa toàn bộ. Cái thứ hai, sử dụng hệ thống toàn bộ hệ thống bed full. Và đây lỗ ga nè. Anh em nhớ nha, anh em mà bị bù ga, anh em về anh em thay cho Trần Anh cục này nha. Là hết bù ga cho anh em. Vì cái dòng Genche nó với Lycity lâu lâu nó hay mát mát khùng khùng, nó hay bị bù ga lắm anh em. Hiện tại máy bây giờ là chưa có bị bù ga nè. Không có bị bù ga anh em nha. Được chưa anh em? Đó, khá là ok cho anh em không? Hai bên là không có đâm va lỗi lầm trên chiếc xe nha anh em. Và đây dàn trước cho anh em nè. Dàn trước nè, đó anh chị nè. Dàn trước là sơn rin thời gian 5 tháng. Cộng với nước sơn với cộng với cái chất cái độ nóng của cái hơi nóng của máy thì nó sẽ tạo ra cho nó có một cái lớp sơn là hơi bị ngã vàng. Ngã vàng nha cô chú anh chị. Đó, cho nên bắt buộc người ta cũng phải tắm qua một nước sơn rồi anh em ạ. À, anh em coi nắp capo nè. Đó, anh em thấy nắp capo keo chỉ trên nắp capo còn nguyên bản không? Chỉ có 110 triệu cho anh em. Anh em có thể sở hữu ngay một mẫu Genche, mẫu chuẩn xe gia đình bên Trần Anh. Chưa hết đâu. Mua còn bớt, mua còn góp. Góp từ ga đến né, từ E đến né. Được chưa? Cô chú anh chị. Đó, được chưa? Từ không bán được trở thành bán được luôn. Chơi sốc như vậy đó anh em. Form dáng ok nha. Quan tâm mẫu Genche 2007 mẫu gốc gia đình này thì alo cho Trần Anh ô tô. Đăng kiểm mới đồng sơ bên ngoài đẹp luôn. 70 Tây Ninh 41938 hồ sơ ký rút cho anh em. Chỉ như thế nào ạ? Một nốt nhạc nha anh em. Anh em trải nghiệm phần cốp sau cùng với Trần Anh nè. Đó, cùi cùi cổ cổ thôi. Năm châu bốn biển là một ngôi nhà. Đưa các anh chị đi tới nơi luôn. Đi tới nơi về tới chốn. Được chưa? Hỗ trợ góp. Khá là đẹp nha anh em nha. Đây là phần cốp trong nè anh em. Sạch sẽ nè. Đó. Đây là phần cốp nè. Cốp sạch sẽ cho anh em mà không có dấu hiệu là bục mọt ở dưới phần cốp. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trần Anh. Đây là phần gầm xe của em Genche. Anh em thấy đẹp không? Đó, quá đẹp luôn anh em. Đây anh em. Phần gầm nè anh em. Anh chị coi cái chỗ nó mục mọt không? Gầm bè là ok nhé. Riêng tính cho anh vậy, thích chơi, mua nữa, bớt nữa, góp nữa. Các kiểu con là điểu cho anh em luôn.
quan tâm mẫu Gentra 2007 xe chuẩn gốc gia đình thì alo cho Trần Anh Auto. Em khép lại chương trình tại nơi này. Em see you and goodbye.